Kính thưa quý vị, hiện nay một người ở San Jose đã được trúng số độc đắc Mega Million. Ít nhất có hai người đã trúng độc đắc Mega Millions Jackpot sổ vào tối thứ Ba ngày 17 tháng 12 để cùng chia sẻ giải thưởng 636 triệu Mỹ Kim. Một viên chức công ty xổ số cho hay là một vé được bán ra ở tiểu bang Georgia và một vé khác đã được bán tại San Jose, miền Bắc California. Các con số trúng độc đắc lần lượt là 8, 14, 17, 20, 39 và số Mega là 7. Nếu lấy một lúc, người trúng có thể bỏ túi khoảng 341 triệu Mỹ Kim trước khi bị trừ thuế. Số tiền trúng lần này chỉ thua số tiền 656 triệu Mỹ Kim của Mega Millions hồi tháng 3 năm 2012. Hồi tháng 10 vừa rồi, Mega Millions đã đổi luật nhằm giảm bớt cơ hội trúng độc đắc của người mua. Điều này có nghĩa cơ hội trúng chỉ còn 1 phần 259 triệu. Trước đó, tỷ lệ trúng độc đắc là 1 phần 176 triệu, gần bằng cơ hội trúng của xổ số Powerball. Như vậy, hàng triệu người vẫn đổ xô nhau đi mua vé số Mega Millions trong những ngày qua. Bà Paolo Otto, giám đốc cơ quan xổ số Virginia Lottery cho biết là nếu không ai trúng tối thứ ba, lô độc đắc sẽ được xổ vào ngày thứ sáu và số tiền thưởng có thể lên đến 1 tỷ Mỹ Kim.